Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái căn mà song lập con khu Trà Là, thiết kế theo phong cách Đông Dương với diện tích là 127 m2. Thì căn này cũng xây là 1, 2, 3, 4 tầng và một tum nhá. Và những cái căn này thì giờ chuẩn bị chắc là cũng sẽ sắp sắp bàn giao. Phía trước chúng ta đây là công viên nội khu của Trà Là. Đây các bạn nhìn nhé, khả năng đây chủ đầu tư trồng hết Trà Là đây rồi. Khi một thời gian nữa các bạn về thì chắc là mùa sau là chúng ta sẽ được ăn Trà Là. Đây chúng ta sẽ đây vào đây. Thì đặc biệt là các cái ở trong Trà Là này, nếu mà là shop house được phép kinh doanh thì chỉ có Trà Là 5 mà Trà Là 15. Còn đây là song lập và bên trong thì là về là chỉ là song lập chúng ta ở. Nhưng mà cái khái niệm mà kinh doanh ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là như bạn mua nhà thì bạn cho thuê thì sao, đúng không? Thì cái này nó cũng không quan trọng lắm. Và chúng ta có hai cái về bất động sản chúng ta cần về dòng tiền và lãi vốn, đúng không? Thì khi xây ra thì chủ đầu tư sẽ để ra một cái này. Và khi mọi người về thì giống như Ocean Park 1 ấy, thì mọi người sẽ thiết kế những cái cảnh quan khác nhau. Đấy, và phía trước của chúng ta đây sẽ có hành lang rất là rộng, đúng không? Đấy, còn đây họ sẽ xây trước ra đây. Đây chúng ta chờ sẽ thiết kế ở bên trong sẽ như thế nào nữa. Đây là chúng ta vào nhé, hơi tối một tí đúng không? Thì cái này với cái sự 127 mét vuông thì chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế nó rất là rộng, đúng không? Đằng sau này chúng ta để này. Đấy, đi được ra này. Đây, vào đây chúng ta sẽ là đây, vẫn còn cái khoảng không gian ra cho chúng ta. Đấy, khi mà bàn giao xong thì cái tường này sẽ xây xong hết rồi đấy. Căn này cũng không phải là căn góc hay xẻ khe, mà đây là chúng ta đang đi với một căn bình thường là thiết kế theo song lập nhé, căn song lập 127 mét vuông. Thì bạn sẽ thấy là khi cầu thang để vào tận vào trong thì thiết kế cũng hết sức là hợp lý, đúng không? Đây, chúng ta nhìn này, 127 mét vuông. Với như thế này thì chủ đầu tư đang để cái tiêu chuẩn bàn giao này là tiêu chuẩn bàn giao là thô nhá. Đấy, thì đây các bạn nhìn này, rất là đẹp đúng không? Không gian về cơ bản là để sau này đó chủ nhân là chúng ta về chúng ta sẽ tùy theo cái sử dụng của chúng ta, và sau này có thể là làm được cái chỗ này bạn có thể làm thang máy đúng không? Đây có sự hai cái cánh cửa trước và cái lan can của chúng ta đây, lan can với ngôn ngữ thiết kế là trong phong cách Đông Dương. Phía trước của chúng ta đây là công viên nội khu nhá. Đấy, đang trồng hết cây cối ở công trường tập lập. Công viên nội khu thì mình nhìn cây Trà Là, thì đúng với phân khu ở đây là phân khu Trà Là. Đó. Đây chúng ta sẽ lên trên tầng 3. Tầng 3 thì như vậy, thì tầng 3 họ sẽ thiết kế lại cái cửa này này. Bên dưới tầng 2 thì hai cái cánh cửa này khác, thì khả năng là như trong chúng ta cái chỗ này khác một tí này. Đấy, có thể làm một cái bàn hoặc là cái máy giặt ở đây theo cái để kia kìa. Theo cái để cái chỗ này thì cái thiết kế của chúng ta, hoặc là chúng ta mà một cái bàn trà hay có cái bàn rửa tay gì đấy thì chắc chắn là đây. Đây này. Đấy, cái ban công tầng 2. Thì đây cái chỗ này là chỗ thoát nước. Nếu như để như này là chỗ thoát nước, đúng không? Đấy. Ok, chúng ta lên tầng 3 nhé. Mình thấy rằng là nếu như cái này thì cũng thiết kế để chúng ta làm các cái phòng hoặc cũng thể là các cái tiện ích khác nhau về mặt cơ bản cho thuê, thì mình nghĩ là cũng không đơn thuần là shop house thì chúng ta có thể phát huy về cái thời gian hoạt động của cái căn nhà, căn biệt thự của chúng ta. Thế còn đây chúng ta đặc biệt là như ở Ocean Park 1 này, các bạn vẫn cứ vượt vào và bạn theo cái khung giờ nhất định để quản lý về cái nghề hoạt động kinh doanh thôi. Đây nhìn thấy. Đấy. Như vậy là tầng 2 thì chúng ta có một chỗ góc này, cửa sổ này, thì ra có một cái ban công nữa, ban công phụ, đúng không? Có thể là như một bàn tiệc, bàn trà uống trà, và có thể là hút thuốc ở ngoài đấy, thì đấy thì đây là ngôn ngữ thiết kế kiểu phong cách Đông Dương. Đây có những cái mà trụ này đem lại phong cách rất là đẹp. Đây nếu như sau này chúng ta ra đây ban công đây nắm ở dưới đấy, khuôn viên này, khuôn viên nội khu đấy, đúng không? Bạn nhìn thấy công trường hết sức tấp lập, đúng không? Đấy. Đây, chúng ta đi lên tầng 4 nhá.
tầng 4 này. Thì như vậy thì tầng này sẽ có một cái không gian. Không gian này. Đấy, để chúng ta làm phòng giặt hay hơi đổ. Đây, đấy là kịch của chúng ta nhá. Thì về nhìn nhận qua thì như vậy thì là cái diện tích tầng trên này và kể cả cái lan can ở ra này thì chúng ta sẽ thấy cái tầng trên này không đúng thôi, đúng không? Đấy, chúng ta bắt đầu đi xuống. Ok, về cơ bản thì các tầng thì vẫn nếu như cái tiêu chuẩn bàn giao mà bàn giao thô thì nó sẽ là như thế này, với cái căn song lập 127m2, đúng không? Các cái tầng thiết kế thì xem nhau thôi. Chỉ có một cái tầng 2 thì cửa có hai cửa ra. Tầng 3 thì đây. Có một cái liền. Tức là ở chỗ này chúng ta thấy một cái liền ban công thẳng thì nó cũng đẹp. Có liền ban công kiểu này. Hụt vào một tí, ví dụ để bàn này. Các ông chồng có thể ra đây hút xì gà hay là hút thuốc. Đây có thể chúng ta thiết kế lại hoặc một không gian bàn trà, trà đá đúng không? Để thưởng trà. Đây như này. Độc lập đúng không? Đây còn các cánh cửa này thì chắc là mình nghĩ là về rồi chúng ta tùy theo cái mục đích sử dụng của chúng ta. Trên này thì hai cánh cửa, hai cửa để ra và cái gì nhỉ, cái này cái ban công rất là to, đúng không? Nó khác biệt đấy, điểm khác biệt của từng tầng thôi. Như vậy cái chỗ này vẫn chưa xong, đúng không? Đó. Công viên đang triển khai thi công rất là tập trung, 24/24, đúng không? Ok, cơ bản là như vậy đây nhỉ. À, một số cái này chắc chắn là mình tin là nếu trong mục tiêu là trà là bán hết, bán giao hết trong năm nay 9.000 căn được bán giao, san hô chuẩn bị trà là thì hết dãy trà là 5 rồi, 91 căn này, sang trà là 15 thì cũng đã bán giao được một nửa rồi, còn đang tiếp tục. Để chúng ta nhìn đây, thế những cái này thì thời gian thi công và bán giao thì cũng rất là gần thôi. Đấy, thì các bạn có thể là inbox cái căn của mình trong cái điều kiện cho phép thì mình sẽ vào mình quay cái diện tích cụ thể của các bạn đã đầu tư tại đây, hoặc các bạn có nhu cầu đầu tư đấy, một số căn thì quỹ của trên công ty mình cũng rất là còn nhiều và từ hàng thì chủ tư tức là quỹ có những cái căn đẹp, những căn đấy về đóng trà, sàn đóng vai trò là đầu tư thì sàn sẽ có những cái đấy cũng rất là hấp dẫn, thì các bạn có thể là inbox cho mình. Còn hàng đầu tư thì cũng có cũng rất là nhiều cái sự lựa chọn cho chúng ta, nhưng nó phù hợp với cái tài chính và các nhà chính sách bán hàng nữa. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.